Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió có thể giật trên cấp 8. Ngày hôm nay, mặc dù có mưa lớn nhưng tàu cá Việt Nam vẫn bám trụ ngư trường, tổ chức đánh bắt thủy sản và phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan 981 trái phép ra vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam có thể chỉ là nghi binh cho việc xây dựng căn cứ quân sự trên vùng biển Trường Sa. Những con tàu vươn khơi đánh bắt xa bờ cần được trang bị tủ thuốc, còn ngư dân cần được trang bị kiến thức cơ bản để sơ cấp cứu. Chiến thắng của đội tuyển bóng đá Brazil trong trận mở màn World Cup 2014 đã giúp hạ nhiệt những cuộc biểu tình đỏ lửa ở bên ngoài sân cỏ. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ chiều ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Với điều kiện thời tiết không thuận lợi sẽ diễn ra trong 2-3 ngày tới, nên các tàu thuyền chưa nên ra khơi trong thời điểm này. Sau đợt nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua thì mấy ngày nay ở các tỉnh Bắc miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh đã đón nhận đợt mưa lớn. Vào lúc 10 giờ sáng nay 13 tháng 6, lượng mưa đo được tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là 130 mm, khiến cho các tuyến đường thành phố ngập cục bộ. Tại thành phố Vinh, Nghệ An, các tuyến đường chính như Minh Khai, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Đốc Thiết, mưa ngập đường khiến giao thông đi lại khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ dọc đường. Các khu chợ tiểu thương phải chấp nhận cảnh mua bán lềnh bềnh trên mặt nước, có nơi nước dâng quá 30 cm. Tại các khu chung cư cũ, người dân một phen khốn đốn vì toàn bộ tầng 1 ngập chìm trong biển nước, rác nổi lềnh bềnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, đợt mưa lớn này là tin vui đối với người nông dân nơi đây vì đã cứu hạn cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Ngày hôm nay 13 tháng 6, tại khu vực Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, đã có mưa to và sóng biển đạt cấp 5, cấp 6. Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục bám trụ ngư trường, tổ chức đánh bắt thủy sản và phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Còn các tàu Trung Quốc thì vẫn tiếp tục sẵn sàng đâm va vào các tàu cá cũng như các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày hôm nay, Trung Quốc tiếp tục duy trì 116 tàu để bảo vệ giàn khoan 981, bao gồm 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự. Tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục bám sát các tàu kiểm ngư với khoảng cách rất gần, từ 50 đến 100 mét và chủ động ngăn tàu của ta từ xa ở khoảng cách từ 8 đến 10 hải lý. Tàu Trung Quốc còn sử dụng tốc độ cao nhằm áp sát tàu kiểm ngư, sẵn sàng húc ủi, đâm va và cương quyết ngăn chặn các tàu thực thi pháp luật của ta khi các tàu này tiếp cận giàn khoan. Còn tàu cá Trung Quốc thì dàn thành hàng ngang cách giàn khoan 35 hải lý để vây chặn hướng di chuyển của tàu cá Việt Nam. Một khó khăn nữa cho tàu cá của ta là trong ngày hôm nay thời tiết tại đây khá xấu. Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ ngư trường, đấu tranh đòi ngư trường và phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh của Trung Quốc yêu cầu rút giàn khoan 981 và các tàu Trung Quốc khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trước thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cần phải có những con tàu lớn đủ mạnh và hiện đại. Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong buổi làm việc với lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển trong ngày hôm nay tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến cầu cảng của chi đội kiểm ngư 3 để kiểm tra các trang thiết bị trên hai tàu kiểm ngư hiện đại mới được bàn giao, đó là KN821 và KN822. Hai tàu này có hệ thống điều khiển điện tử và cả hệ thống điều khiển cơ đảm bảo cho tàu hoạt động trong mọi hoàn cảnh. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các kiểm ngư viên giữ vững ý chí, kiên trì đấu tranh, buộc phía Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép. Làm việc với Tổng công ty Sông Thu, Phó Thủ tướng cho rằng không chỉ góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế mà còn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chính vì vậy mà nhu cầu đóng sửa tàu thuyền của các lực lượng chức năng, kể cả bà con ngư dân ngày một tăng. Ngoài việc đảm bảo số lượng, cần hướng tới chất lượng, nâng cao công nghệ và áp dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo những con tàu lớn và đủ mạnh. Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là cách thức tốt nhất lúc này để gây sức ép với Trung Quốc, dừng lại những âm mưu trên Biển Đông. Do đó, Việt Nam cần phải chuẩn bị nhiều nhất các chứng cứ lịch sử chủ quyền của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là trao đổi của ông Osamu Nikura, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Luật gia Dân chủ Quốc tế với phóng viên VTC14 vào chiều ngày hôm nay. Hiện chính quyền của Trung Quốc đang thực hiện một loạt các kế hoạch hành động dài hạn, khiêu khích với các nước trên Biển Đông. Vì vậy, xây dựng đảo nhân tạo hay căn cứ quân sự với các trang thiết bị hiện đại là điều không đáng ngạc nhiên. Trung Quốc đã rất cứng rắn khi thực hiện những kế hoạch này, và điều này càng làm tăng mức độ nguy hiểm đối với các nước trong khu vực. Trung Quốc đã không đồng ý phản biện khi Philippines kiện ra tòa án quốc tế. Điều này cho thấy họ không có nhiều cơ sở pháp lý để lập luận. Theo tôi, điều quan trọng nhất mà Việt Nam cần chuẩn bị, đó chính là những chứng cứ lịch sử về chủ quyền đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo tôi được biết, thì những chứng cứ lịch sử Việt Nam có đầy đủ nhất trong khu vực. Việt Nam có thể kiện chính phủ Trung Quốc ra tòa án quốc tế về luật biển, và với lập luận nào, dù hai quần đảo này là vùng tranh chấp lãnh thổ hay không phải vùng tranh chấp lãnh thổ, thì chứng cứ lịch sử sẽ là cơ sở pháp lý mạnh nhất của Việt Nam, cũng là chứng cứ bắt buộc khi đưa ra bất cứ tòa án quốc tế nào. Điều quan trọng bây giờ là Việt Nam cần phải đưa ra càng nhiều bằng chứng thuyết phục càng tốt khi kiện ra tòa án quốc tế. Hơn một tháng nay, trong khi dư luận trong nước và quốc tế đang dồn sự chú ý vào giàn khoan 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, thì tại Trường Sa, một căn cứ quân sự lớn có thể có cả đường băng sân bay, cảng biển đang được Trung Quốc khẩn trương xây dựng tại đảo Gạc Ma, bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép của Việt Nam kể từ năm 1988. Và hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra như tại sao Trung Quốc quyết tâm xây dựng căn cứ quân sự quy mô như vậy tại vùng biển Trường Sa. Liệu rằng Trung Quốc có đủ khả năng biến hòn đảo chìm này thành đảo nổi với cơ sở hạ tầng đồ sộ như đã tuyên bố hay không? Và Biển Đông sẽ ra sao nếu như âm mưu này của Trung Quốc trở thành hiện thực? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh chụp bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam được Bộ Ngoại giao Philippines công bố ngày 15 tháng 5. Nó cho thấy trên bãi đá mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988 đang có những hoạt động xây dựng quy mô và rầm rộ. Từ một bãi đá ngầm với một căn cứ nhỏ giữa biển, Gạc Ma đã được Trung Quốc biến thành một đảo nổi nhân tạo với quy mô ngày một lớn dần. Theo truyền thông quốc tế, nhiều ngư dân hoạt động tại vùng biển này cũng đã nhìn thấy các tàu vận tải Trung Quốc chuyên chở xi măng, sắt thép và các phương tiện hút cát mở rộng mặt bằng, xây cầu cảng, sân bay trên đảo. Là người đã trực tiếp tham gia thiết kế, xây dựng rất nhiều công trình biển tại quần đảo Trường Sa, song Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Cường cũng bất ngờ trước quy mô công trình mà Trung Quốc đang tiến hành. Nó cho thấy trước khi bắt tay xây dựng ở Gạc Ma, Trung Quốc đã đầu tư nghiên cứu rất kỹ lưỡng và nghiêm túc tại khu vực này. Đối với xây dựng công trình biển thì thường là kinh phí rất lớn, nhưng mà cái cách làm của Trung Quốc mà tôi nhìn thấy ở đấy, nếu mà khai thác được cái vật liệu tại khu vực đó thì nó lại giảm đi rất nhiều, bởi vì chủ yếu là cái kinh phí để vận chuyển cái vật liệu ra bờ thì họ chỉ vận chuyển cái phần vật liệu để làm cứng cái bề mặt, thì cái đấy là rất là nhỏ, còn cái vật liệu tôn tạo thì hình như là họ đã lấy được từ tại chỗ. Với cái hiểu biết của tôi về khả năng của Trung Quốc, họ hoàn toàn có thể làm được cái việc mà họ muốn, đó là xây dựng các cái đường băng sân bay, các cái cảng biển phục vụ cái mục đích của họ ở Trường Sa.
Trong khi quan chức Trung Quốc phủ nhận, thì truyền thông nước này lại không hề giấu giếm khi tuyên bố Trung Quốc đang đầu tư số tiền lên đến 5 tỷ đô la để xây dựng các đảo nổi ở một số bãi ngầm mà họ đã chiếm được ở Trường Sa. Đầu tiên là sân bay, cảng biển tại bãi ngầm Gạc Ma, rồi sau đó là đến một căn cứ quân sự khổng lồ tại bãi Chữ Thập. Hành động leo thang này của Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích, lên án của cộng đồng quốc tế. Có rất nhiều thông tin về các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông như bồi đắp đất và xây dựng một cách quy mô các tiền đồn. Những hành động này rõ ràng vượt xa những gì một người biết cơ sở coi là duy trì nguyên trạng. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, vài năm nữa, Trung Quốc sẽ có một chuỗi các căn cứ quân sự quy mô lớn tại Trường Sa. Tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ thoải mái hoạt động khắp Biển Đông, đe dọa an ninh của hầu hết quốc gia trong khu vực ASEAN. Xây đường băng chính là tạo ra một căn cứ để họ tìm cách khống chế toàn bộ khu vực phía nam của Biển Đông, tạo ra những cái chiến hạm nổi ở trên cái quần đảo Trường Sa mà trước năm 1988 chưa bao giờ đặt chân xuống đây. Có thể Trung Quốc sẽ rút giàn khoan 981 ra khỏi Hoàng Sa trong một vài tháng tới. Tuy nhiên, sẽ chẳng còn ai đủ sức buộc Trung Quốc phải rút lui một khi họ đã xây được sân bay, cảng biển ở Trường Sa. Nếu các nước ASEAN không đoàn kết và phản đối kiên quyết ngay từ bây giờ, Biển Đông có lẽ sẽ không bao giờ thổi dậy sóng. Đối với hoạt động xây dựng cải tạo mà Trung Quốc bị nghi đang tiến hành ở Biển Đông hiện nay, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ông Daniel Rutsen ngày 11 tháng 6 cũng đã cho rằng việc xây dựng quy mô lớn đó vi phạm nguyên tắc phải giữ nguyên hiện trạng mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã cam kết trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông vào năm 2002 DOC. Do đó, Trung Quốc cần phải rút giàn khoan 981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và việc đe dọa sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được. Và những thông tin cập nhật về việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế thềm lục địa cùng những hoạt động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam sẽ tiếp tục có trong bản tin tối được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày hôm nay trên kênh VTC1. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Tuân theo luật pháp quốc tế là mấu chốt cho việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đây là tuyên bố chung của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott sau khi hai nhà lãnh đạo này kết thúc cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày hôm qua. Cả hai nhà lãnh đạo này đều phản đối việc sử dụng biện pháp hàm dọa, cưỡng ép hoặc vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Điều quan trọng là với một Trung Quốc đang nổi lên như cường quốc thế giới, thì phải tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế cơ bản. Về phần mình, ông Abbott nói rằng Australia luôn sát cánh cùng với Mỹ để giải quyết những vấn đề đang căng thẳng ở Biển Đông. Mỹ không cần tự giải quyết toàn bộ vấn đề an ninh. Australia đang góp sức bảo đảm tự do và an toàn của thế giới. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng, theo sau vụ Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cho tàu tấn công tàu Việt Nam. Bên cạnh vấn đề an ninh, Tổng thống Obama và Thủ tướng Abbott cũng đã nhất trí thúc đẩy các cuộc đối thoại về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Theo đó, thỏa thuận này không chỉ giúp tạo nhiều việc làm và tăng trưởng kinh tế, mà còn giúp duy trì sự phát triển thịnh vượng lâu dài trong khu vực. Việc chăm sóc sức khỏe quân và dân trên biển, đảo đã được triển khai theo mô hình kết hợp quân dân y từ nhiều năm nay và Việt Nam cũng đã triển khai đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Nhìn ở một góc độ nào đó thì các hoạt động dành cho y tế biển đảo đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều hạn chế khi trên hầu hết những con tàu vươn khơi đánh bắt xa bờ, ngư dân vẫn chưa được trang bị kiến thức cơ bản, sơ cấp cứu hay đơn giản là được trang bị tủ thuốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trên những tàu đánh bắt cá xa bờ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, địa phương có số lượng tàu cá và ngư dân lớn nhất khu vực miền Bắc. Hành trang không thể thiếu trong mỗi chuyến ra khơi. Bảy anh em thuyền viên, mỗi người một công việc. Với anh Bách, chủ tàu HP90433375, lúc nào cũng cẩn thận, tự tay chuẩn bị thuốc men cho anh em trên tàu. Cũng chỉ có vài loại thuốc cơ bản với số lượng rất ít, bởi không thể để được lâu trong những chuyến biển dài ngày.
Thì mỗi chuyến đi biển thì chúng tôi chỉ có ít thuốc là cảm cúm đau bụng thôi chứ chẳng có cái gì hết. Băng bó là cảm cúm băng gạt này là không có. Cứ anh em mà nếu mà vô tình mà nó chỉ mới xảy ra cái tai nạn thì mình bắt buộc thì phải chạy thôi nhá. Trang thiết bị sơ cấp cứu không có. Lúc đó, mọi hy vọng cứu chữa chỉ có thể trông chờ vào vài viên thuốc. Nhưng không phải tai nạn nào cũng ứng cứu được ngay tại chỗ. Và chuyến đi biển ngày hôm đó coi như lỗ vốn. Có một lần cũng trường hợp có một anh em trong tàu đi làm là bị gò tay. Xong là chạy vào đảo để cho anh em lên đảo cấp cứu. Hơn 700 tàu đánh bắt xa bờ ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chưa tàu nào được trang bị phương tiện cấp cứu và thuốc. Với hơn 2.000 ngư dân ở đây, mỗi chuyến đi biển hàng ngày, ngoài những nỗi lo thiên tai, nhân tai, thì còn thêm nỗi lo khi thiếu những phương tiện cấp cứu, thuốc men cần thiết nhất cho sức khỏe. Trang thiết bị như cái tủ thuốc, về những cái trang bị cấp cứu và khẩn cấp thì hầu như là cũng không có. Thì cái trường hợp này thì từ trước đến nay cho nên là khi mà xảy ra những cái trường hợp mà khẩn cấp cấp cứu trên biển ấy, thì nói là cũng có cái gặp rất là cái khó cho bà con ngư dân. Theo quy định, tủ thuốc trên những con tàu đánh bắt xa bờ cần có đến 14 loại thuốc cơ bản khác nhau, chưa kể các trang thiết bị sơ cứu ban đầu. Những phương tiện này cũng chỉ cấp cứu được ngư dân khi gặp nạn trong trường hợp nhẹ nhất, còn với trường hợp nặng, buộc phải vào đảo để cứu chữa kịp thời. Trong khi đó, mạng lưới y tế tại các xã đảo và huyện ven biển vẫn còn rất sơ sài. Điều này có lẽ ngành y tế biết rõ nhất. Ngư dân ra khơi người ta không có bất cứ một cái phương tiện gì về y tế. Thứ hai nữa là họ cũng chẳng khi bị ốm đau bệnh tật hay bị thương bị tiếc họ cũng chẳng biết làm thế nào để mà có thể giải quyết được những cái cấp cứu ban đầu. Tủ thuốc như là phao cứu sinh của ngư dân giữa biển khơi. 300 tủ thuốc mà Bộ Y tế tặng cho ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi mới đây. Có lẽ chưa thấm vào đâu so với số lượng gần 20.000 ngư dân đang sinh sống và làm việc trên huyện đảo này. Với hơn 2 triệu tủ thuốc, số tiền đó chẳng đáng là bao nếu trang bị cho khoảng 30.000 tàu cá đang đánh bắt xa bờ hiện nay. Còn số này cũng không đáng là bao so với nguồn kinh phí 8.200 tỷ đồng từ đề án phát triển y tế biển đảo đến năm 2020. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp. Hai bị cáo là Phan Văn Dầu, sinh năm 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, và Thạch Quý, sinh năm 1995, ngụ tại tỉnh Trà Vinh, đã lợi dụng tình hình lộn xộn để trộm cắp tài sản vào ngày 14 tháng 5. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhân Trạch, vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 5, khi biết tin công ty Minh An bị nhiều người đến gây rối, Dầu và Quý đã vào công ty trên để trộm cắp tài sản. Khi đem tài sản trộm cắp ra ngoài công ty thì bị lực lượng bảo vệ của công ty Minh An và đồn công an khu công nghiệp Nhân Trạch bắt quả tang. Tổng giá trị tài sản này trị giá là hơn 3,6 triệu đồng. Tại phiên tòa, hai bị cáo Phan Văn Dầu và Thạch Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đây là vụ án đầu tiên trong số 26 vụ án với tổng số 253 bị can liên quan đến việc gây rối tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai vào ngày 14 tháng 5 được đưa ra xét xử. Vào tối qua, gần 100 công nhân công ty may mặc Việt Ngân Hà là công ty có 100% vốn Hàn Quốc đóng tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do công nhân bị ngộ độc từ thức ăn trong bữa ăn tối. Tất cả các công nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, bủn rủn tay chân, thậm chí có người còn bị co giật. Toàn bộ các bác sĩ của bệnh viện đều được huy động để truyền dịch và cho các bệnh nhân uống thuốc chống nôn, chống đau bụng và thử máu. Đến thời điểm này, các công nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Các công nhân cho biết vào khoảng 18 giờ chiều ngày hôm qua, 300 công nhân của công ty may mặc được ăn bữa tối trước khi tăng ca. Bữa ăn gồm có 40 phần cơm, cá kho biển, canh đu đủ và 200 phần bánh ướt. Từ nhiều năm nay, hơn 200 hộ dân ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phải sống chung với ô nhiễm khói bụi do nhà máy phân bón hóa sinh xả thải. Tuy đã nhiều lần kiến nghị, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc, nhưng nhà máy này vẫn đang hoạt động, không thừa nhận rằng đã gây ô nhiễm.
Trong khi chờ đợi những giải pháp cụ thể từ phía ngành chức năng, thì người dân vẫn phải đối diện với bệnh tật đang đeo bám từng ngày. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực dân cư nghèo nhất xã. Nhìn bề ngoài, điểm chung của những ngôi nhà ở đây là những mái tôn mục nát. Khói bụi của nhà máy xả ra bám lên tôn, gây rỉ sét rất nhanh. Những căn nhà ở đây dù mới xây lên chưa đầy một năm, nhưng mái tôn đã mục nát và đổ sập. Nhà ông Nguyễn Văn Tiếu sinh sống ở đây từ những năm 1980, nghèo đói vẫn luôn đeo bám. Thế nhưng gần 3 năm nay, khi nhà máy phân bón hóa sinh bắt đầu xả thải với công suất lớn, ông và các thành viên trong gia đình lại mắc bệnh viêm phổi mãn tính. Hai cháu của ông, đứa lớn nhất 5 tuổi, cũng bị bệnh truyền miên, mỗi tháng 2 lần phải đi viện. Theo ông, cứ khoảng 14 giờ, nhà máy này xả ra khói bụi mù mịt với bán kính hàng km. Khói thì không phải khói, nhưng mà nó toàn là cái mùi là diêm, mùi phân gì đó, là nó ra là nó khó chịu lắm. Bà con đây khó chịu lắm. Nó nực nồng mà nó khó chịu lắm. Nó làm sương mù vậy, nó y sương mù vậy, nó mù mịt vậy. Vì lo lắng cho sức khỏe, nhiều gia đình đã phải sơ tán trẻ con đi nơi khác. Phần lớn người dân ở đây đều mắc chung chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp. Quan trọng là những cái em này đó như hai đứa này, ảnh hưởng là hai đứa cháu tôi là bị ảnh hưởng rồi. Trước bức xúc phản ánh của người dân, chính quyền địa phương xã Phạm Văn Cội cũng đã nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân. Thế nhưng đến nay vẫn không có kết quả khả quan. Thì đến bây giờ là doanh nghiệp chưa có một cái trả lời cụ thể. Thì mới hôm gần đây nhất thì chỉ là ghi nhận ý kiến này để về báo cáo với lãnh đạo, cũng chưa có một cái câu gọi là hỗ trợ hoặc là bồi thường cho dân là chưa có. Cũng theo lãnh đạo địa phương, đề án quy hoạch khu dân cư đã có trước khi công ty phân bón hóa sinh này thành lập. Khi công ty này trình đề án bảo vệ môi trường, địa phương không xác nhận, nhưng Sở Tài nguyên Môi trường vẫn phê duyệt. Chính quyền địa phương rất mong muốn là cái đơn vị này sẽ không tồn tại ở đây, đi nơi khác. Chứ không thể là một cái nhà máy mà sản xuất như vậy, với công suất lớn như vậy, ảnh hưởng môi trường như vậy trong cái khu dân cư được. Sẽ thiệt hại rất lớn đến sức khỏe của người dân. Những người dân nghèo ở đây chỉ mong muốn sẽ được hỗ trợ tiền để sửa lại mái nhà cho lành lặn khi mùa mưa đã bắt đầu. Thế nhưng họ vẫn lo lắng khi mà lãnh đạo công ty phân bón hóa sinh vẫn phủ nhận thiệt hại trước những bằng chứng là những hình ảnh do chính người dân ghi lại. Bản tin xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Trung Quốc và Nhật Bản đang chỉ trích nhau liên quan đến vụ máy bay chiến đấu của hai nước bay sát nhau ở khoảng cách nguy hiểm trên vùng biển Hoa Đông trong ngày 11 tháng 6. Và vào ngày hôm nay, thì Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc rút lại lời buộc tội và gỡ đoạn video ghi hình máy bay bị cho là của Nhật áp sát máy bay Trung Quốc trên trang mạng chính thống của Trung Quốc. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố đoạn video ghi hình hai máy bay chiến đấu F-15 được cho là của Nhật Bản bám theo một máy bay chiến đấu Tu-154 của Trung Quốc với khoảng cách gần nhất là 30m trên trang web. Bộ này cũng đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng Nhật Bản đã cố gắng bôi nhọ quân đội Trung Quốc bằng cách phóng đại vụ suýt đâm trên biển Hoa Đông, nơi vùng nhận dạng phòng không của hai nước bị chống lấn. Ngay sau đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho biết, chiếc máy bay trong đoạn băng ghi hình mà Trung Quốc công bố không phải là máy bay của Nhật Bản. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, máy bay Trung Quốc và Nhật Bản áp sát nhau ở khoảng cách nguy hiểm. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Trung Quốc điều máy bay tiêm kích Su-27 áp sát máy bay do thám của Nhật Bản ở khoảng cách từ 30 đến 50 mét. Và ngày hôm qua tại Mexico đã xảy ra vụ tai nạn khi một thang máy trong một giàn khoan dầu rơi xuống từ độ cao 30 mét, làm 7 công nhân trong giàn khoan thiệt mạng. Vụ tai nạn trên xảy ra tại bang Veracruz trên khu đất của một công ty tư nhân chịu trách nhiệm lắp đặt giàn khoan dầu cho công ty dầu khí Pemex của Mexico. Theo giới chức bang Veracruz, thì 5 công nhân đã chết tại chỗ và 2 người khác tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện một công nhân đang trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị ở bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 21 đến 54. Trong những tuần gần đây, cả Malaysia và Singapore bị loài bướm đen
đêm có tên là Lào Nâu xâm nhập vào thành phố. Và theo như BBC, chỉ tính riêng trong tháng 5, cư dân thuộc các thành phố của hai nước này đã thấy hơn 800 con côn trùng vô hại này. Loài bướm Lào Nâu này xuất hiện quanh năm nhưng số lượng tăng đột biến vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, với đôi cánh dài lên đến 16 cm. Đây là loài bướm đêm lớn nhất Đông Nam Á. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa giải thích được lý do tại sao loài bướm này đột nhiên xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian này, nhưng họ tin rằng có thể là do kẻ thù của chúng, những con chim săn mồi ít hoạt động. Còn ngay sau đây là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Hôm qua, một vụ nổ do rò rỉ khí ga tại một nhà máy thép ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang điều tra. Đây là nhà máy thép thuộc quản lý của chính phủ, là đơn vị sản xuất thanh dày và tấm thép nặng duy nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện chưa có phản hồi nào từ phía nhà máy, cũng như chính phủ Ấn Độ. Trong khi đó, tại Ukraine, nhà chức trách nước này cho biết chín thợ mỏ đã mất tích sau một vụ nổ ga tại một mỏ than đá ở miền đông nước này. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp của Ukraine, vụ nổ trên xảy ra trước lúc bình minh, ở độ sâu 300 mét tại thành phố Kirovsk, mặc dù khu mỏ trên đã ngay lập tức ngừng hoạt động sau vụ nổ, nhưng hơn 3 giờ sau đó, vẫn chưa phát hiện bất cứ một dấu hiệu nào của những công nhân mỏ bị mất tích. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng nước Mỹ để ngỏ khả năng trợ giúp Iraq, bao gồm cả hỗ trợ về mặt quân sự, để chính phủ Iraq chiến đấu chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan. Tuyên bố của ông Obama đến sau khi hai thành phố Mosul và Tikrit rơi vào tay các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni. Tờ USA Today dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao giấu tên cho hay, Mỹ có thể xem xét phát động các cuộc không kích hoặc sử dụng máy bay không người lái để tấn công lực lượng nổi dậy ở Iraq. Một bí mật về việc làm thế nào mà các đàn kiến lửa, những kỹ sư phi thường có thể sống sót qua các trận lũ đã là thách thức đối với các nhà sinh học trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Georgia của Mỹ đã tìm ra được câu trả lời và đang cố gắng để đưa những phát hiện thú vị đó vào cuộc sống. Các nhà khoa học đã quan sát kiến lửa xây dựng nên những cái bè khi được đặt trong nước bằng cách gắn chặt với những con khác bởi các hàm dưới, vuốt và những tấm dính ở một lực mạnh gấp 400 lần trọng lượng của chúng. Lũ kiến liên kết với nhau theo cùng một cách, giống như cách mà một tấm vải không thấm nước được dệt. Các nhà khoa học cho biết thêm, bè kiến không thấm nước là vì hành vi hợp tác của các chú côn trùng này. Bộ giáp bao ngoài một con kiến không thấm nước nhiều, vì vậy nó có thể rũ sạch nước, nhưng những con kiến đã nâng cao khả năng chống bị dính ướt của chúng bằng cách liên kết cơ thể của chúng với nhau. Một chiếc bè kiến có thể được tạo thành trong chưa đầy 100 giây. Bè kiến tự hàn gắn được, vì vậy nếu một con kiến rời khỏi cái bè, những con khác sẽ bò đến lấp đầy chỗ hổng. Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện này sẽ có ý nghĩa đối với các ngành khoa học vật liệu, hậu cần cho quân sự và bao gồm cả xây dựng các thiết bị nổ nhân tạo. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên sân nhà Arena de São Paulo, ngôi sao bóng đá Neymar đã mang về cho tuyển Brazil một trận khai mạc thành công và sôi động. Những người yêu bóng đá chân chính hy vọng chiến thắng này sẽ giúp hạ nhiệt những cuộc biểu tình đỏ lửa ở phía ngoài sân để niềm vui trở nên trọn vẹn hơn. Bãi biển Copacabana ở thủ đô Rio de Janeiro đã chìm trong màu vàng hoàng yến và màu xanh, màu áo của đội tuyển quốc gia Brazil khi hàng nghìn người yêu bóng đá đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng đầu tay của đội nhà. Cuộc ăn mừng đã kéo dài đến tận đêm khuya. Các cổ động viên vô cùng hạnh phúc, nâng cốc và nhảy múa trên bãi biển. Chiến thắng này sẽ xoa dịu tâm lý của mọi người một chút. Tôi phản đối tất cả những cuộc biểu tình cơ hội. Sự kiện thể thao quốc tế không phải là chỗ để biểu tình. Những vấn đề như thiếu bệnh viện, đường xá tồi tệ đã có từ trước khi đăng cai World Cup. Bên cạnh không khí ăn mừng vui vẻ ấy, cảnh sát đã phải dùng đến lựu đạn gây choáng và hơi cay để trấn áp người biểu tình và có nhiều người đã bị thương. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.